Cái này là hả mượn cái cây giác của bà Cá Tì. Ngọc có gọi điện thoại cho bà Cá Tì, nói bà Cá Tì cho tôi mượn cái cây giác. Em nghĩ sao yes? Ờ hả, bà Cá Tì nói yes. Đó thấy chưa? Khi mà con muốn mượn cái đồ của ai cũng phải hỏi ý kiến của người ta, người ta cho mình mới mượn. Ok, vậy là con ngồi đây nha. You want to sit in back, JD? Ngồi chỗ này nè. Ngồi xuống. Ngồi xuống đây ha. Hai ngồi đây đi. Ok. Ngồi tới bạn nha. Đâu có mẹ đâu có đâu. Mẹ ơi, tại mẹ ít đi cho nên mẹ cũng làm biết luôn. Mượn của hàng xóm đi được rồi mua chị. Hút qua thế nào? Alright. Ở đây ngoan nha. Wow. Ôi nước ấm quá chị ơi. You can get in and I'll push it. I'll push you out. Okay. How tight? Whoa, let's go. Bye guys, where are you guys going? See you guys later. Bye. JD, say hi. Nó con đang đi cây giác. Vậy con muốn làm á hả? Con muốn chèo hả? Con không biết chèo đâu, nặng lắm. Say hi. Hi. Nè, quay lại nha. Chào cô chú nè. Hello cô chú đây nè. Chạy đi, muốn lên đây ngồi mẹ không? No. Sao hả? No, thank you. Because you're so bored. Ở đây. No, thank you hả? Tại vì mẹ chán quá hả? Ôi trời, đi lên đây chèo thuyền với mẹ nè, mẹ chỉ cho chèo thuyền. No. Đi lên đây mẹ chỉ cho chèo thuyền nè. Cái thuyền này đi được 3 người luôn á trai. Ba với con với mẹ luôn, ba ngồi ở dưới, cái con ngồi ở giữa, đi được 3 người luôn á. Sao con? Nhà mình ở đằng sau lưng của mình nè trai. À ba con, ờ đúng rồi, ba ngồi ở giữa đây hả? Không, nếu mà có ba đi là ba ngồi đó, con ngồi đây nè. Là perfect luôn á. Hay là nhà mình mua cái cây giác đi ta. Sao con? À cái cây giác mà màu tím với màu xanh với màu đồ đó hả? Cái cây giác đó con thấy là nó cua hả con? Cua có nghĩa là cực ngầu á phải không? Ai? Mẹ của A Trị hả? Mẹ đâu có thấy là sao con thấy? À con có thể thấy nhìn thấy xa hả? Ôi trời trời, con tưởng tượng trong cái trí tưởng tượng của con hả? Hay dữ vậy ta. Vui không? Đi khai giác vui không? Oh, à nhà của người ta. Con ơi vui quá mẹ ơi. Lớn lên. Vui quá mẹ ơi. À, không có chầm xuống, chầm xuống ta. Rồi đó, con cầm con record mẹ đi. Rồi quay mẹ đi, đẹp không? Dạ. Yeah. Thấy mẹ không? Dạ. Yeah. Mẹ cười nè. Mom, I need your makeup. Gì makeup? Yeah. Con đồ lao rồi, hồi rớt điện thoại xuống sông đi đó. Rồi đẹp ơi nha. Đụng nước nè trai. Con đụng nước đi, coi chừng té nha. À, nước mát quá. Trèo lên, trèo lên. Con nói đi cô chú ơi. Con đang chèo thuyền. Chèo thuyền. Chèo thuyền. Với mẹ con. Đúng rồi. Qua phải nè. Được rồi, con tự làm đi. Qua phải, thấy chưa? Qua trái.
Nặng ghê chưa? Qua phải. Đây nè, mẹ giờ con giữ chắc như vậy nè. Rồi bây giờ con cầm nha. Rồi, qua phải, qua trái. Rồi con tự làm đi. Ôi trời ơi, trời. Ôi trời. Rồi, làm đi con. Làm đi. Nặng lắm. Qua phải nè, qua trái nè. Qua phải nè, qua trái nè. Phải nè, trái nè. Phải nè, trái nè. Thấy chưa? Sao con? Oh, xin lỗi con nha. Rồi con trèo đi, trèo qua phải qua trái đi. Ôi trời ơi trời. Rồi rồi, cùng với mà con mẹ sợ con làm rớt cái đó xuống nè. Làm đi, làm được cái làm rớt cái đó xuống nè, rớt cái đó xuống là hai mẹ con mình là phải bơi vô luôn đó. Ui trời ơi, trời ơi, giỏi chưa? Con số kêu. Ừ, giỏi quá, đúng rồi, con gái mẹ giỏi ghê. Dạ. Thấy hả, con không thấy hả? Kìm cái chân lại. Let's go. Đi mẹ ơi. Đi mẹ ơi. Đúng rồi. Chay sáng nay đi học gymnastic nữa nè cô chú. Chay hứa với mẹ là God bless you. Chay hứa với mẹ là hôm nay chay sẽ nghe lời cô giáo phải không? Đúng không? Chay hứa với mẹ rồi đó. Ok. Rồi đi lẹ đi. Hai. Đó, nay chơi bộ đồ dữ cô chú. Nay là bộ đồ này, bộ đồ thứ hai nè. Đó, đầu đồ cánh kẹp đồ tùm lum nè. Là sao không hiểu? I want to be three times. But still listen. Hoàng là sao mẹ không hiểu luôn? Three times. Chơi điện nhỏ này. These are here. At first it was inside my house. Because I want to work at home and work at work too, here too. Okay. So I'm like, you know what, home is home and work is work. So I decided to bring everything here like 2 days ago. So we didn't have time to clean it up yet. Yeah, we're going to do that. All the product. Monday. Yeah, and so come over here. Let me show you what we sell. So this is called shock cartilage. This is made in Japan. And it's good for all the joints and stuff. It provide you... calcium and glucosamine, made in Japan. It's called shock cartilage. And the second thing, this is the main thing we sell is saffron. And you, if you don't know what saffron is, this is saffron flower. Yeah. Yeah. Just the weapon, right? Just the thread. Yep. Yeah. So this is the polish for skin. Yeah. Okay, go. So and then this is still infused saffron in it. This is a night cream. And the next bestseller one is a serum that infused saffron in it. These are all. I didn't know that they even use it outside of like. Yeah. Spice, you know? Because it's very good for skin. Oh. So they infuse it in everything. So yeah, this is all made in France. Yeah. Yeah. Let me show you right here. Here, our display case. Oh yeah, right here. Yeah, this is the display case. So this is when they go travel, they're gonna buy this. Yeah, and this is the slimming tea. Yeah. Best seller in Japan too. This is the saffron we sell. This is a 2 gram saffron. You know what? When you put it in water, mine is the one that you take in your body, and it support you have a deeper sleep, more relaxed. That's what he said. You started using it for sleep. Yeah, I'm gonna give you a gift. Give you a gift. And one gift for your mom. Okay. Okay. Yeah, I'm gonna give your mom the serum saffron, and for you a saffron. So when you take this, you know the Costco bottle of water. Mm-hmm. This bottle.
you put around 3 threads of saffron. That's it? That's it. And then you soak for like overnight or 1 hour. Okay. Then you take it every day. It's really good. Yeah, you drink one every day in the morning until night. This small jar could last you, if yourself drinking every day, 3 to 4 months. Oh, wow. And then whenever you need it more, just give me a call and I'll ship it to you. Okay. Yeah, yeah, and... this is my website. I actually visited your website. You did? Well, I need to do something more about the website. He told me a little bit about it, and then I got curious because... Yeah. That's the thing, like, you hear about it being used as a spice a lot. Yeah. But yeah, and if you want to do a comparison, go to Costco and buy one of their saffrons and then look at the two and you'll say, wow, this one. Different. The one at Costco is for cooking, for to create color. So it's cheaper. Let me show you. This is our certificate of analysis. So it shows the crocin in it and everything in it. Yeah. You know, not every saffron is the same. Yeah, well, I mean, just like in wheat and flour, you know. Yeah. Stuff that you feed cows and stuff that you feed humans. Yeah. Đây, sáng hôm nay là chồng Ngọc với lại cái anh kia tiếp tục sửa lại hoặc là làm gì đó. Những bước còn lại của cái chiếc xe. Ooh, almost done. Almost done. Sắp xong rồi. Anh sửa xe, anh đeo hai cái đó vô để anh quỳ gối. Almost done. Almost done. See? That's some, So there's gonna be light? Yeah, so there's lights. Ooh, có đèn both luôn. Of these grills and underneath here too. Oh, ở dưới cũng có đèn luôn. So more lights, just like your boat. Chồng mà anh thích ánh đèn sân khấu quá. Không biết sửa gì trong này nữa, gắn thêm gì vô. Gắn, cái này không phải gọi là sửa nữa, cái này là nâng cấp. Độ, chứ không phải sửa, nói sửa là sai. Các bạn, chồng Mộc anh cũng mua cái này để làm hamburger. Tại vì Aaron đồ anh không ăn được hải sản, không ăn được cái gì nhiều, các bạn chỉ ăn thịt bò thôi à. Đó là này mua dễ làm hamburger dễ ăn nhất cho tụi nó nè. Ở đây là Ngọc ướp sườn, Ngọc nướng. Mà Ngọc ướp cũng nướng, Ngọc cũng không biết là Aaron đã ăn được không nữa. Rất là khó ăn luôn á. Đó, nên là ướp sẵn để đó, còn không ăn được thì nó ăn hamburger với là Ngọc có xúc xích nữa. Nè mọi người ơi, hiện tại bây giờ là 1:40 phút trưa. Aaron đã hẹn Ngọc là 1 giờ có mặt cái nhà Ngọc. Mà Ngọc ngồi tới giờ không thấy nó qua, mà không thấy nhắn tin, không thấy gọi điện gì á. Cái Ngọc. Said, you can bring this thing to your house. Ai? My house. Ok. He can set it. Rồi cái Ngọc nói hả? Ngọc nói ủa, để Ngọc gọi nhắn tin, gọi nó thử coi. Ngọc gọi cho nó bắt máy, Ngọc nhắn tin hỏi ủa mấy em có đang trên đường qua chưa? Cái nó nhắn lại, nó nói à sáng nay xe của bạn nó bị hư. Rồi nó ngồi nó chờ là nó không có biết là có qua tới rồi kịp hay không nữa. Rồi cái nó nói, cái Ngọc nó ủa vậy thì gọi em, gọi bạn em thử coi sửa xe tới chừng nào mới xong. Mom, cái nó nói thì nó gọi. Mom, I think I want to keep the Lord's house. I think I want to keep it. But... Xong rồi hả, nãy giờ Ngọc đứng Ngọc chờ 15 phút cũng chưa thấy nó trả lời. Ngọc nói không sao đâu, nay thứ bảy mà qua giờ nào cũng được hết á. Nhưng mà báo cho chị biết tiếp để chị đừng có chờ. Nhưng mà bây giờ á, là chiều nay á, là chút nữa chồng Ngọc anh phải chở cái anh nó đi ra sân bay để đi về lại rồi. Nên là Ngọc phải làm đồ ăn để cho anh ăn. Thì Ngọc sẽ nướng trước mấy cái này để cho anh ăn. Đó. Rồi chừng nào Aaron nó qua thôi chứ giờ biết sao giờ. Ngoại chi nó báo cho Ngọc phía trước thì Ngọc sẽ tranh thủ Ngọc làm mấy trước. Nè cái này là cho cái hamburger nè các bạn. Bây giờ đây là lần đầu tiên Ngọc làm hamburger nha các bạn. Ngọc sẽ bỏ cái miếng này lên đây cho nó tan chảy. Giờ Ngọc sẽ bỏ cái này là mustard. Tương trà. Cái này là ai xong trước ăn trước chứ không có chờ. Chờ là ăn không có ngon nên là Ngọc sẽ đem ra cho anh ăn. Cái này không có rau củ gì các bạn ơi, này, nhà cửa không có xà lách xà liếc gì hết. Ngọc hỏi nó muốn ăn cái gì thì nó chỉ là bỏ tương cà với lại cái này thôi được rồi. Thì anh đang chơi với anh chay. Here you go Chris, you can have it now so it's nice and warm. Thank you. Yeah. You gonna come eat? This is my first time making burger. We don't eat that much American food. That really? All we eat is like Vietnamese. Okay. Or we eat like a steak or something like that. But my very first time making a burger. Right. Oh, why is it so hot? Everything's hot today. It's hot, okay? Be careful. Okay.
Let's see. I don't know. Is it medium though? Mm-hmm. Okay. Good. Good? Mm-hmm. Okay. Hope you like it. Anh thích cái miếng thịt của anh á, medium, có nghĩa là chín giữa giữa thôi chứ đừng có chín quá. Còn con chay nè cô chú nè. Tắm bơi đó, ngày nào cũng tắm bơi vậy đó. Đây, cái này là bắt đầu phần này cho chồng Ngọc. Ngọc mới vừa nướng thêm một miếng xúc xích bò. Ngọc cắt cho anh đó ăn miếng rồi. Giờ này là này là này. Cho chồng Ngọc. Here you go. 50s, 40s. Try the sausage. We've never tried before. Oh wow, that's pretty good. Good? Mm-hmm. Okay. Yeah. Where's yours, baby? Uống nước ngọt. I'm gonna eat later. No? Not gonna eat with us? We could have all ate at the same time, baby. Well, my food is cooking. Trời ơi, coi là loại kia ngồi đá kìa. Let me try this. Ăn thử xúc xích này coi. Xúc này thấy tiêu không ngon nè. Seems good. Okay. Seasoned good. Mm-hmm. Flavor. Good flavor. Well, after this we're gonna go on the boat ride. Mm-hmm. Then we're gonna take you to the airport. Mm-hmm. Well, we'll see you next time, huh? Lots of goat cheese. Yeah. Yeah. Oh, I didn't know that. I would have bought the combo for two. He would love that. The combo for two that we usually eat is at a Middle Eastern restaurant. Mm-hmm. And it's a rice, lamb, chicken, and beef. Oh my God. Yellow rice. Really good. Yeah, like, I don't... It's kind of... Lamb's kind of sad to eat, but is it tasty? Especially if you like... grew up eating it and it was really good and you never thought about it. How is it, baby? Yours well done, right? Mm-hmm. Chồng Ngọc thì anh thích cái thịt của anh là chín luôn nè. Ngọc làm đúng chín tới luôn. How is it? Good? Mm-hmm. My first time making burger. Right? Hai người đàn ông. Người áo đỏ, người áo trắng, người áo tím bằng kia. Wow. Quá trời đã luôn. Ăn xong cái đi dòng hồ, cả nửa tiếng đồng hồ. Giờ lên là chồng Ngọc anh chở anh đi sân bay. Cái Ngọc ở nhà Ngọc chờ con Aaron nó có tới không? Con nói cho mẹ nghe con là cục gì của mẹ đi. Cục gì của mẹ? Lớn lên. Cục gì của mẹ? Đúng rồi. Thế mọi người ơi, hiện tại rồi là 3 giờ rồi mà Aaron đó hả, nó cũng chưa có gọi điện thoại cho Ngọc đâu, hoặc là nhắn tin cho Ngọc là nó có xuống hay không. Nó nói là để lúc hồi nãy Ngọc nhắn tin nữa, nó để nó gọi cho con bà bạn nó liền. Rồi trả lời Ngọc, nó gọi nãy giờ là cả tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ, không biết là sao luôn á. Thôi, Ngọc á, hồi nãy á, mấy cái sườn hồi nãy đó là Ngọc lấy ra 3 miếng để Ngọc ướp sa tế, để Ngọc nướng riêng, để Ngọc ăn riêng. Rồi bây giờ Ngọc mời tất cả mọi người nha. Lâu quá rồi Ngọc không ăn sườn nướng sa tế. Ở trong đây Ngọc có ướp là ngũ vị hương nè. Một chút nước mắm, một chút nước tương, một chút mắm nước tương, một chút dầu hào, một chút mật ong bột, một chút vậy thôi đó, vậy thôi đó. Rồi sa tế với lại sa tế với lại tương ớt Shinsu. Ngon, ngon, ngon. Cái điều mà Ngọc ướp cái này á, Ngọc nướng á, đầu tiên là Ngọc nướng ngoài kia, cái than lửa ngoài kia trước, xong rồi cái nó hơi chín bề mặt bên ngoài rồi Ngọc đem lại, Ngọc vô Ngọc nướng ở trong cái lò nướng của Ngọc, nhỏ lò nhỏ nhỏ ở trong á, để cho nó có thể chín bên trong nhiều hơn, chứ mà nướng ở ngoài thì đa số là nó cháy nhiều hơn là nó nướng. Vừa ăn bát. Nhà có dưa leo mà ta xong cởi dưa leo ăn ta. Thật sự thì đây không phải là lần đầu tiên Aaron cho Ngọc leo cây đâu. Hồi đó lúc mà Aaron làm cho Ngọc á, thì
khi mà tới làm thì nó ok, ngày mai tới làm cho chị. Ok, cái ngày mai nó nói tới giờ đó, mà tới giờ đó một đợi hoài không thấy ai tới hết. Cái Ngọc mới nhắn, cái Aaron nói, à có chuyện này xảy ra nên mà quên nhắn. Rồi cái mấy cái lần sau cũng vậy. Nên là Ngọc nói là mốt em không có làm, em nghĩ là em không có làm được thì em phải báo cho chị một ngày hôm trước. Chứ còn mà tới cái giờ đó mà chị chờ hoài, chị cũng không thấy em đâu luôn. Em hẹn 12 giờ mà chị chờ cho tới 12 giờ rưỡi chị không thấy em đâu, rồi chị cũng không thấy em nhắn tin hay em gọi điện báo gì cho chị. Thí dụ mà bận á, nói chuyện tiếng là hôm nay bị này bị kia bị nọ không đi được, để cho chị biết chị khỏi đợi đó. Nên là hả, quen rồi. Không quen rồi, biết cái tính nó vậy á. Chấm với miếng tương ớt. Miếng tiếp theo nè. Đây các bạn, Phan Ngọc giống Alibaba không? Mới vừa các bạn biết rồi, lần nào mà Ngọc có nấu ăn nấu đồ xong rồi cuối sau đó ăn uống xong rồi phải đi tắm, tắm cho mát mẻ thanh thoi. Giờ cái Ngọc ngồi, Ngọc lấy sữa ông chú tươi nè, đắp đắp mặt nạ, lâu quá không đắp, nhìn sực nhớ ra. Rồi giờ ai e rành chừng nào nó tới, tới thôi chứ về biết sao giờ. Kệ nó, miễn nó có suy nghĩ là nó muốn tới mình là được rồi. Ooh, so pretty. Yeah, I haven't used the mask in a long time. Oh, the honey mask? Rồi, thôi, bây giờ Ngọc sẽ kết thúc video clip tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip này. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Comment cho cái video, bấm like cho cái video cũng như là bấm nút đăng ký nha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Bye bye.